Xin chào tất cả các bạn. Thì các bạn có thể thấy là ở đây mình đang có một chiếc tai nghe của nhà sản xuất Skull Candy. Đây là một cái hãng đến từ Mỹ và họ có những chiếc tai nghe nhìn rất là độc và lạ. Thì ở đây mình đang có một chiếc màu đen và bốn chiếc còn lại là màu trắng, màu tím, màu xanh dương và màu xanh lá cây. Thì riêng cái màu xanh lá cây sẽ có thêm những cái sọc xanh lá cây vàng và đỏ. Thì đây là một cái hãng họ hướng đến người dùng là những người trẻ và thích thể hiện bản thân mình với cái style riêng. Thì đây là một chiếc tai nghe dành cho những người như vậy. Thì mức giá của chiếc tai nghe Skull Candy Supreme Sound và có cái tên là 5050 có cái mức giá là khoảng 1.150.000 được bán tại cái hàng chính hãng tại Mai Nguyên. Hôm nay mình sẽ khui hộp một chiếc tai nghe này để các bạn xem cái phụ kiện bên trong bao gồm những gì và cái màu sắc cũng như chất liệu làm nên chiếc tai nghe này nó như thế nào. Thì ngay ở phía ngoài thì các bạn có thể thấy là cái hộp này với cái tên ở phía trên, logo của Skull Candy, và ở phía trong là một cái phần kính, xin lỗi các bạn, là một cái phần nhựa trong, và chúng ta có thể thấy được chiếc tai nghe với cái logo đầu lâu ở phía trên của cái earbud. Ngoài ra còn có thêm những phụ kiện khác. Thì chiếc tai nghe này sử dụng được cho cả iPhone, iPod và iPad, tại vì nó có trang bị một số những cái phím để chúng ta có thể điều khiển, và ngoài ra còn có hỗ trợ mic để chúng ta có thể nhận cuộc gọi. Ở phía sau thì là những cái thông tin chính của chiếc loa. Xin lỗi các bạn, là chiếc tai nghe này. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình khui hộp để các bạn xem chiếc tai nghe Skull Candy. Mình sẽ tạm gọi nó là 5050 để các bạn có được cái tên gọi nó nghe hay một tí. Rồi bây giờ mình sẽ khui hộp. Và đây là chiếc tai nghe Skull Candy 5050. Mình sẽ để cái hộp vào một bên và mình mở cái phần này ra để các bạn xem. Ở phía trong thì chúng ta có một cái nắp thứ hai. Thì cái nắp này ở phía trong có một tờ giấy hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. Mình sẽ để cái nắp này xuống. Đây, ở phía trong có sách hướng dẫn sử dụng của Skull Candy Supreme Sound. Đây, ở phía trong còn có thêm cái nắp thì chúng ta có thể sử dụng cái này. Nó giống như một cái hộp kem vậy. Thì chúng ta có thể sử dụng cái này và đẩy lại để bảo vệ cho chiếc tai nghe. Rất là dễ, chúng ta có thể bỏ vào trong túi áo, túi quần hoặc thậm chí là bỏ vào trong ba lô để bảo vệ cho chiếc tai nghe. Đây, ở phía trong thì mình có chiếc tai nghe Skull Candy 5050. Và cùng với đó là hai bộ nút tai nghe được kèm theo. Và trên đây thì có một bộ nút thứ ba, là ba bộ tất cả. Đây, mình đang có chiếc tai nghe Skull Candy 5050. Thì các bạn có thể thấy là ở phía trên mình có cái phần đầu tai nghe với cái hoa văn của Skull Candy ở phía ngoài, tức là cái đầu lâu. Và viền trên cái tai nghe này đó là cái phần chỉ màu vàng khá là bắt mắt. Ở phía trên thì chúng ta có thêm một cái phần, một cái vòng, một cái miếng kim loại bọc ở phía ngoài để làm cái điểm nhấn cho chiếc tai nghe. Thì cái vòng này là vòng bằng kim loại và nó rất là mỏng với cái vân sọc ngang. Đối với những chiếc tai nghe ở phía dưới thì chúng ta có thêm đó, xin lỗi các bạn, là đối với những cái bộ phận ở phía dưới thì chúng ta có thêm cái nút điều chỉnh âm lượng đối với iPhone, iPod, iPad đây, nhận cuộc gọi. Ngoài ra phía sau thì còn có thêm một cái mic để chúng ta có thể nhận cuộc gọi. Đây, chúng ta còn có thêm một cái loại dây chống rối, và phía dưới là cái phần đầu jack cắm 3.5 với 3 nấc 1, 2, 3 để chúng ta có thể nhận cuộc gọi và nghe nhạc thông qua cái jack cắm tai nghe này luôn. Thì đây là một cái dạng dây chống rối với hãng nó làm hơi dẹp một tí. Còn với những cái màu khác thì ở đây mình đang có màu xanh lá cây, màu xanh dương, nó hơi ngã đen một tí. Mình có thêm màu tím và màu trắng. Thì các bạn có thể tùy chọn theo cái sở thích của mình với cái chiếc tai nghe Skull Candy 5050. Thì hiện nay mức giá của chiếc tai nghe này mình sẽ đọc lại đó là 1.150.000 và đã có hàng tên tất cả các hệ thống của Mai Nguyên. Các bạn có thể đến và xem thử cũng như nghe thử chiếc tai nghe Skull Candy 5050 này. Một chiếc tai nghe rất là nhiều màu sắc mà các bạn có thể lựa chọn theo cái gu, cái style thời trang của riêng mình, kết hợp với chiếc iPhone và những cái điện thoại cao cấp của chúng ta, những cái điện thoại thông minh, thì chúng ta có được cái chất lượng âm thanh cũng như cái vẻ ngoài, cái thời trang thì chúng ta kết hợp với phụ kiện đồ đạc của chúng ta. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.